Lucy xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Và sau khi Lucy giúp chuột Mickey gặp được Minnie, thì bây giờ đôi bạn cùng về lại vùng biển mê hoặc. Ê Lucy, Lucy, hôm nay tụi mình làm gì vậy? Bữa nay được tập 17 rồi đó. Trời ơi, còn làm gì khác hơn nữa là đi kiếm tiền. Đi thôi, tụi mình đi kiếm tiền. Kiếm tiền để làm gì? Trời ơi, hôm nay tụi mình phải đi trồng trọt để bán kiếm tiền. Về còn làm cái hang động để em rủ Maui quay về vùng đất thần tiên này nữa chứ. À, vậy là hôm nay mình phải làm việc cực lực luôn hả? Trời ơi, cố lên. Hôm nay tụi mình phải vượt lên chính mình, xóa đói giảm nghèo. Hai tụi mình nghèo quá mà. Mấy bạn coi thấy Lucy nghèo, mấy bạn còn cười chê nữa kìa. Mấy bạn có cười chê Lucy không vậy? Nếu ai không cười chê Lucy thì nhấn nút like nè. Và đăng ký thành viên trên Lucy Channel đi. Để Lucy thấy nhiều người like là biết là mấy bạn cũng rất là yêu thương Lucy. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã nhấn nút like. Bây giờ lại tiếp tục thu hoạch thôi. Mấy bạn còn nhớ không? Lucy có hai cái vườn. Một cái vườn ở đồng cỏ xanh nè, là bữa trước trồng cải salad. Mà cái cải này bán không có được nhiều tiền, nhưng mà bù lại thì để chế biến món ăn. Chứ bây giờ đang hot trend á, đang được giá là trồng cà chua đó. Ôi lượm. Wow, có chuột Mickey mình lượm cũng nhanh hơn nữa. Rồi, bây giờ làm gì nữa Lucy? Ôi, đang còn giống trồng tiếp thôi. Còn giống của cải salad nè. Ôi, Lucy tăng tốc cho mấy bạn. Làm nhanh. Hôm nay Lucy quyết tâm vượt lên chính mình kiếm tiền đã. Nghèo quá rồi, sau đó giảm nghèo á mấy bạn biết không? Lucy là đang thuộc diện nghèo ở trong game này nè. Vậy mà không có chú Hiền Linh tới đây để mở chương trình sau đó giảm nghèo cho Lucy nữa. Bởi vậy nên bây giờ phải tự lực cánh sinh thôi, tự bản thân mình làm nên tất cả. Hy vọng là làm được. Ôi, mình hết salad thì mình trồng mía. Mấy bạn thấy Lucy lựa chọn cái mảnh vườn của mình hay không? Kế bên cái chỗ bán của Buffy luôn. Để có gì mình thu hoạch xong cái mình chạy qua là mình bán liền luôn, đỡ mất thời gian. Đó là cách mà Lucy chơi game luôn á mấy bạn. Mình làm vậy mình đỡ tốn thời gian chạy đi chạy lại. Rồi, tới nước thôi. Ui, mấy bạn có nhìn thấy hả? Chuột Mickey á đang tăng những cái ngôi sao lên kìa. Là đang tăng level lên đó. Yeah, mình làm việc giỏi quá, được lên level 11. Wow, được nhà game tặng cho một cái đèn ngủ luôn nè. Thích quá. Có nhiều bạn nói là Lucy ơi, làm nhà đi. Lucy biết chứ bộ. Lucy cũng như mấy bạn muốn có nhà lắm, nhưng mà phải lo làm nhà cho những nhân vật cổ tích trước đã. Bây giờ Moe còn chưa về đây mà. Mona đi biển một mình bắt cá tội nghiệp lắm. Nên bây giờ Lucy tập trung làm hang động cho anh Moe trước đã. Ê mấy bạn, mình vừa về vùng biển mê hoặc là vừa kịp cà chua chín luôn kìa. Wow, các bạn và Lucy hên quá à, được thấy cái cảnh này luôn. Trời ơi, nó chuyển đổi kìa. Wow, hay quá. Thích chưa? Trời ơi, cà chua này ra quá trời trái luôn kìa. Lần này mình trúng mánh rồi chuột Mickey ơi. Rồi, chuẩn bị. Còn một cây cuối cùng. Yes, thu hoạch thôi nào. Bắt đầu từ đầu này nha. Rồi, Lucy làm bên đầu này, chuột Mickey làm bên kia. Thu hoạch nào. Ước gì có thiệt là nhiều cây đột biến nha. Lượm. Wow, đã quá. Trời ơi, chuột Mickey cũng lên ngôi sao quá trời luôn kìa. Tăng lên càng nhiều là chuột Mickey sẽ lên level, là nâng cấp lên đó mấy bạn. Úi, đầy rồi. Ai, bỏ cà chua đầy ba lô rồi. Bây giờ phải đem qua chỗ Goofy bán đã. Ủa, Goofy đâu ta? Hello, chào Lucy, hôm nay bán hay mua? Chắc chắn là bán rồi, Lucy mới thu hoạch được 50 cà chua luôn nè. Ok, là 2.178 đồng. Vậy tổng hết lại là 4.765 đồng. Wow, mình được hơn 4.000 rồi kìa, chuột Mickey. Ôi, thu hoạch tiếp. Ai, không biết 4.000 này mình có thể làm được gì đây nữa. Ai, mình lo mình thu hoạch trước đã. Lucy cũng chưa biết tỷ giá trong game này như thế nào đây. Giống như ở ngoài đời á thì mấy bạn mua một ổ bánh mì là 15.000, thì mấy bạn làm việc á 1 giờ thì được 20.000, thì suy ra 1 giờ của mình có thể mua được ổ bánh mì với ly trà đá. Đó là tỷ giá chung á. Còn ở trong game này thì Lucy mới bán có cà chua
thì được 4.000 mấy. Không biết 4.000 mấy này có thể làm được gì đây. Ôi lượm lượm lượm, cà chua văng nhiều quá luôn. Mickey ơi, phụ phụ, trời ơi sao đứng đó vậy? Là bạn thân mình sẽ giúp đỡ lẫn nhau chứ. Ôi nãy giờ giúp đỡ nè, giờ làm gì? Bây giờ mình còn hạt giống cà chua mình trồng tiếp đi. Cà chua đang được giá. Ok ok. Ôi Lucy tăng tốc luôn, cho nó lẹ nha. Ôi trời ơi trời, trồng xong này chắc bị gãy lưng luôn quá. Rồi hết giống cà chua rồi. Ai lại qua bên Goffy thôi. Hello Lucy, Lucy muốn gì? Lucy muốn bán cà chua. Ok, 50 cà chua. Được 2.200. Ok, vậy là được 6.900 rồi đó. Bán gì nữa không? Không, hết rồi. Bây giờ Lucy về trồng trọt tiếp đây. Ôi trời, ba lô của mình ít quá à. Thôi, Lucy quyết định sẽ mở rộng cái ba lô của mình ra. Trời ơi, tốn tới 5.000. À, trời mấy bạn ơi, mình trồng cà chua 2 vụ, mình bán cả buổi luôn mới được 7.000. Bây giờ mở rộng cái túi ra để coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô. Có 7 ô à mà tốn tới 5.000. À, vậy là vật giá ở đây đắt quá. Còn muốn mở thêm nữa là tốn đến 20.000. Trời ơi. Thôi. Trời ơi, mình trồng trọt kiểu này biết chừng nào mình mới có tiền để mình là làm nhà đây mấy bạn. Mở rộng cái ba lô thôi mà đã mắc như vậy rồi. Thôi, giờ lo trồng trọt tiếp rồi. Còn mía à, còn mía giống mình lo mình trồng nó đã. Ây da, đói bụng quá. À, bây giờ mình ăn cái món gì đây ta? À, cái món mì 3 sao nè mấy bạn còn nhớ không? Lucy làm cho anh Maui á. Cuối cùng Lucy đưa lộn món 4 sao. Hôm nay mình ăn sang luôn. Ăn sang có khác. Màu nò quá trời. Ây, ăn tráng miệng thêm trái chuối nữa là được nè. Ây, có sức rồi. Tiếp tục làm việc. Lucy quyết định rồi, từ nay về sau Lucy sẽ ăn những món ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng để có đủ sức để làm việc kiếm tiền. Ê Lucy ơi, mình lên level 8 rồi. Yeah. Lên level 8 thì chuột Mickey tặng cho Lucy cái giường ngủ đó. Cảm ơn chuột Mickey. Chuột Mickey tốt bụng quá. Tặng luôn cho nguyên cái giường ngủ. Hay Lucy cũng mong muốn làm được một cái nhà của riêng mình, rồi có cái giường để tối mình về được nghỉ ngơi, còn nằm ngủ nữa, lấy lại sức. Mấy hôm nay toàn ngủ bờ ngủ bụi không á mấy bạn. Hôm á thì ôm cái giường ngủ, hôm á thì ngồi lên ghế sofa, vừa ngắm trăng vừa ngủ. Rồi hết giống rồi, giờ mình tưới thôi. À, rồi khúc này Lucy tăng nhanh một xíu cho nó lẹ nha. Mình tăng nhanh nhanh để cho cây mau lớn. Nói vậy thôi chứ lúc Lucy chơi game á thì chơi thật mà, cho nên nó lâu lớn lắm. Còn lúc chỉnh sửa lại video về thì Lucy mới tăng cho nó nhanh lên đó. À Lucy, mấy cái cây tầm ma này mọc lung tung chỗ hết. À Lucy, ui, mảnh vỡ giấc mơ. Ôi được 2 cái luôn. Lucy giờ đi đâu vậy? Đi về cánh đồng cỏ đi. Ý mà khoan đã, để Lucy cất 2 mảnh vỡ giấc mơ vào trong cái thùng của mình đã. Cái này rất cần luôn. Rồi đi về cánh đồng cỏ đi, giờ mình có đến 2 mảnh vườn lận mà. Về bển đi, biết đâu nó chín rồi đó. Ý ở đây có chuối nè. Dịch chuyển tức thời về cánh đồng cỏ. Mấy bạn ơi nhìn kìa, mía và cải xà lách cũng đã tới ngày thu hoạch rồi. Thu hoạch luôn. Lucy, công nhận Lucy siêng năng ghê. Làm lúc 2 mảnh vườn. Cảm ơn chú Mickey đã khen. Ê chú Mickey ơi, đột biến lượm. Tụ nó văng kìa. Wow, văng là quá trời luôn. Lucy làm vườn là thích nhất gặp những cây đột biến. Nó làm rất là nhiều luôn. Mình trồng một mà mình thu hoạch được tới 10 luôn thì ai không thích đúng không mấy bạn? Ui, có mảnh ghép ký ức nè. Để coi nó là gì. À, nó là một mảnh vỡ của bức tranh con cá. Giống cá Nemo mấy bạn ha. Không biết bức tranh đó là cái gì nữa. Phải đợi mình lượm được nhiều mảnh ghép của bức tranh đó mình ghép lại thì mình mới ra được bức tranh lớn. Mấy bạn có biết cái trò đó không? Cái trò mà ghép tranh á, nhiều mảnh nhỏ nhỏ lại, ghép lại thì thành một bức tranh lớn. Còn giờ mình mới có một cái mảnh ghép à, nên mình chưa biết nó là hình gì nữa. À, chưa rảnh để đi câu cá nữa nè. Có nhiều bạn hỏi là Lucy ơi, sao không nuôi con gì đi?
bởi vì Lucy rất là thích bét mà. Nhưng mà chưa, từ từ, mấy bạn đừng nôn nóng, game còn nhiều cái hấp dẫn ở phía sau lắm. Những tập sau này cực kỳ hay luôn, nên mấy bạn nhớ đón xem mỗi ngày nha. Ê Lucy, tụi Mickey về nhà đây, tới giờ nấu ăn rồi, không ở đây để phụ giúp Lucy tiếp được. Không sao, chục Mickey đã giúp đỡ Lucy rất nhiều rồi mà. Cảm ơn chục Mickey nha, hẹn gặp lại. Bye bye, tụi mình mãi là bạn thân. Ok, mãi là bạn thân với nhau. Ui, cái cây đấm ma nè, tụi nó độc kinh khủng luôn. Mà ông tiên tri chưa có chỉ cho Lucy cái phép thuật đó nên giờ chưa tiêu diệt được. Rồi về thôi. Rồi bây giờ mình đã có cái rương rồi, bây giờ mình sẽ sắp xếp lại. Một cái rương là chiên đựng đồ ăn, một cái rương là chiên đựng bông hoa và rau củ. Đây, bây giờ mình sẽ đổi lại nha. Cái rương này là toàn là bông hoa nè. Rồi, qua cái rương bên này á, là nó là đồ ăn, thực phẩm á. Rồi, bắp nè, xà lách nè, trái mâm xôi nè, trái táo, trái cà chua, trái chuối nè. Những cái món này là mình dùng để mình nấu ăn á, cho nên mình sẽ bỏ vô đây để lúc cần dùng cho nó lẹ. Nếu mà mình ngăn nắp á, thì sau này mình sẽ đỡ tốn thời gian lắm, tiết kiệm thời gian cho mình rất nhiều. Cho nên mấy bạn cũng vậy, trên bàn học của mấy bạn á, luôn luôn dọn dẹp sách vở cho ngăn nắp lại nha, thì mình học mới mau giỏi. Ý mà khoan, ngoài kia có cái cây tầm ma bự quá à. Lucy qua bển xử lý nó đã, rồi quay lại thu hoạch sau. Aha, Lucy. Ui, được một giống bắp. Rồi, cái gì đây? Ui, cái gì vậy? Cái gì mà khói đen ra ghê quá vậy? Wow, một mảnh vỡ ký ức nè. Nhật ký của thằng Ruler. Tôi mệt mỏi và ngủ quên dưới gốc cây. Khi tỉnh dậy, tôi không thể cử động vì những cái dây gai màu tím đã quấn chặt lấy tôi. Chúng đâm tôi rất là đau đớn. Nhưng tôi đau buồn nhất là vì bị trói chặt không đi lại được và không cứu được bạn bè. Hả? Vậy là thằng Ruler cũng bị cây tầm ma tấn công hả? Ê mấy bạn ơi, cái hang này ghê quá à, vô không? Nó đợi mấy bạn trả lời trễ quá, Lucy vô luôn rồi. Wow, trời ơi, trong cái hang này toàn là san hô màu đỏ kìa. Trời ơi, đẹp quá. Wow, đẹp quá vậy. Ui, lại có một tờ nhật ký của thằng Ruler nè. Một mảnh ký ức Umpalacibo mở ra. Ursula, phù thủy bà tột, đã bỏ đi đến vùng biển mê hoặc. Ông tiên tri cảm thấy lo lắng, nhưng ta thì thấy tốt, bởi vì ông bà xưa có câu: giữ người bạn thân ở gần, tránh xa những người bạn nguy hiểm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thank you.